Không, em cứ xỏ chân vào trước đi đã, xỏ chân trước đi, xỏ vào chân xong bắt đầu mình đi tất như là chân thật của mình ấy. Em hiểu không? Cảm giác như chân thật không? Vẩy vẩy chân anh xem nào. Vẩy vẩy chân anh xem nào. Vẩy vẩy. Đấy. Như chân thật nè. Cảm giác chắc chắn á? Cảm thấy gì, cảm thấy chắc không biết không. Thì nó sẽ thật chân hơn, cảm giác chắc chắn thì nó sẽ thật chân và nó an toàn hơn. Chịu khó bảo vệ nó thì đi cảm giác như nào? Êm không? Nó ôm khít hết thì nó sẽ êm. Mặc dù nó rất mỏng đúng không? Bây giờ nhá.